Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Lợi dụng các vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, kể cả đời tư của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, rồi xuyên tạc bóp méo sự thật để hướng lái dư luận, lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, gieo rắc sự ngờ vực trong xã hội. Đó là thủ đoạn không mới, nhưng gần đây lại được các thế lực thù địch phản động cũng như các phần tử cơ hội chính trị ra sức lợi dụng mạng xã hội để thực hiện. Sự nguy hiểm của thủ đoạn đó trong thời kỳ mà mạng xã hội đang phát triển là như thế nào? Và phải làm gì để ngăn chặn âm mưu thủ đoạn nham hiểm này? Để trả lời cho những câu hỏi trên, chúng tôi đã mời đến trường quay Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quý Trịnh, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị. Xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Và để bắt đầu, chúng ta sẽ cùng đến với một clip ngắn. Trong vụ án Trịnh Xuân Thanh, vì những sai phạm trong quản lý kinh tế mà bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cùng các đồng phạm đã phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh cũng bị bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Với hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải những nội dung xuyên tạc, bịa đặt nhằm kích động chống phá đảng, nhà nước, thì ngày 5 tháng 9 vừa qua, đối tượng Huỳnh Trương Ca, ngụ tại xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã bị bắt tạm giam. Cũng sử dụng mạng xã hội để phát tán những thông tin, hình ảnh, bài viết sai sự thật nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị cáo Nguyễn Văn Túc đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 13 năm tù, 5 năm quản chế. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong hoạt động điều tra xét xử, bất kể người đó là ai, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. Đó là quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta. Quyết tâm đó đã và đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhưng lạ thay, những người tự xưng là nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền lại không thấy được sự thật hiển nhiên tốt đẹp đó, mà vẫn cứ nhắm mắt nói bừa rằng xử như thế là vi phạm nhân quyền, là vì lợi ích nhóm, rồi lợi dụng mạng xã hội để phát tán những nhận định sai trái đó, nhằm kích động những người nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết, tìm cách chống đối chính quyền, chia rẽ lòng dân với đảng. Như clip trên cũng đã cho chúng ta thấy là việc các cơ quan pháp luật đưa ra xét xử những người vi phạm thì đó là một lẽ đương nhiên của một xã hội văn minh cũng như là của một đất nước thượng tôn pháp luật, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao vẫn có những cái bình luận mang tính hằn học và xảo trá như vậy ạ, thưa đồng chí? Đúng là như vậy. Sở dĩ ở Việt Nam chúng ta gần đây có những cái bình luận mang tính hằn học và xảo trá là bởi lẽ những người đưa ra các bình luận đó luôn mang một tư tưởng thù địch. Họ không từ bỏ bất cứ một âm mưu thủ đoạn nào nhằm xuyên tạc, bóp méo sự thật để vu khống, bôi nhọ đảng và nhà nước ta. Vậy thì thực tế nhân quyền ở Việt Nam thì được đảm bảo như thế nào ạ? Chúng ta cần phải khẳng định rằng đảng, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng nhân quyền, đề cao quyền tự do cá nhân, tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều đó đã được hiến định trong hiến pháp của nhà nước, được xác định trong các văn kiện nghị quyết của Đảng. Trên thực tế, ở Việt Nam không có cái gọi là các tù nhân lương tâm. Ở Việt Nam chỉ có việc đưa ra xét xử các hành vi lợi dụng nhân quyền nhưng vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến đời sống, công cuộc lao động của nhân dân và sự ổn định chính trị xã hội mà thôi. Vâng ạ, ngoài việc xuyên tạc bóp méo sự thật về dân chủ nhân quyền thì gần đây các phần tử cơ hội phản động còn sử dụng một chiêu trò mới như là tung tin xuyên tạc về cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp cao rồi đưa lên mạng xã hội bằng những hình ảnh, tin bài cắt ghép theo kiểu mình ngô đầu sở để lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Vậy thì vấn đề đó phải được nhìn nhận như thế nào, thưa đồng chí? Đây cũng là một thủ đoạn rất là nham hiểm và thâm độc, nói xấu đời tư của các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước. Cũng chính là nói xấu Đảng và nhà nước ta. Nó không nằm ngoài âm mưu thủ đoạn chống phá, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng và nhà nước ta trước nhân dân, nhằm mục đích vu khống và chia rẽ, gây hoang mang trong dư luận. Không chỉ lợi dụng các vụ việc cụ thể hay đời sống riêng tư của cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp cao rồi xuyên tạc, vu khống để hướng lái dư luận, hòng làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ,
các thế lực thù địch phản động còn ra sức lợi dụng các vấn đề mới mà xã hội quan tâm như là môi trường, đất đai, đặc biệt là các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước để xuyên tạc chống phá. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi này, chúng ta sẽ cùng đến với một clip ngắn. Sự cố môi trường biển miền Trung dù đã được chính quyền và người dân nỗ lực khắc phục, nhưng đến nay vẫn đang tiếp tục bị các thế lực thù địch phản động, những kẻ đội lốt tôn giáo lợi dụng để làm mồi cho việc tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước liên quan tới quốc kế dân sinh. Mà gần đây nhất là ngày 28 tháng 8 năm 2018, khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư số 19/2018 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc, thì ngay lập tức, trên một số tài khoản cá nhân của mạng xã hội, những kẻ cơ hội phản động liền nhắm mắt phán bừa thông tư này là vi hiến, là không có lợi cho Việt Nam. Cũng với kiểu nhắm mắt nói bừa này, thì ngay khi Quốc hội thông qua luật an ninh mạng, những kẻ đội lốt dân chủ nhân quyền lập tức lu loa rằng Việt Nam đang bóp nghẹt nhân quyền. Hay, một thông tư mang đến những lợi ích rất rõ ràng trong hoạt động giao thương biên mậu của doanh nghiệp Việt Nam vẫn bị lợi dụng để xuyên tạc. Một đạo luật để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và lợi ích quốc gia trên không gian mạng cũng bị cắt ghép xuyên tạc bởi những kẻ tự xưng là người yêu nước. Lòng dạ của những nhà yêu nước, nhà hoạt động dân chủ nhân quyền tự xưng ấy như thế nào đã được phơi bày ra trước bản dân thiên hạ từ những thông tin sai trái quy chụp phản dân hại nước này. Rất nhiều những thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động, những kẻ cơ hội chính trị sử dụng để xuyên tạc sự thật, hướng lái dư luận từ những sự kiện chính trị, xã hội, kinh tế của đất nước. Đồng chí có thể nói rõ hơn về thủ đoạn đó. Chúng ta thấy xung quanh cái vấn đề sự cố môi trường, Đảng, Nhà nước ta cũng đã giải quyết rất triệt để, tạo được sự đồng tình của đại đa số nhân dân. Nhưng các thế lực thù địch vẫn lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc chủ trương. Điều này rất là nguy hiểm. Gần đây thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ký và ban hành cái thông tư 19. Ngay lập tức thì các thế lực thù địch đã lợi dụng cái tin mà chúng ta đưa chính thống trên các báo của chúng ta, nhưng mà kèm theo đó các hình ảnh xuyên tạc, nhất là chúng đưa ra những bình luận có tính chất hướng lái dư luận sang một chiều hướng khác. Đây là một cái thủ đoạn có thể nói rất là nham hiểm, đổi trắng thay đen, bịa chuyện. Kênh mà hiện nay chúng triệt để khai thác sử dụng chính là các cái mạng xã hội. Chúng coi đây là một diễn đàn, có thể nói là một sân khấu để dựng chuyện, đưa ra các chiêu trò, tán phát trực tiếp các bài viết mang nội dung thông tin rất là xấu độc để gây hoang mang dư luận, kích thích vào sự tò mò của nhân dân. Lợi dụng những vấn đề về kinh tế, xã hội hay là những vụ việc cụ thể để quy kết xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ nhằm đục nước béo cò là thủ đoạn không mới của các phần tử cơ hội phản động. Thế nhưng mà tại sao vẫn có những người mắc mưu và tin vào điều này ạ? Tin vào điều này và mắc mưu bởi dựa vào những cái sự kiện đang có thật, nhưng mà xen vào đó là nắp ghép các hình ảnh rồi đưa những cái thông tin thất thiệt, động chạm đến tâm lý, tư tưởng, đời sống thường nhật của mọi người dân. Từ đó nó tạo ra một cái tâm lý trong toàn xã hội, một cái hoài nghi, không tin vào sự thật, không tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Bên cạnh những thủ đoạn trên thì gần đây các thế lực thù địch phản động còn sử dụng một chiêu trò mới, đó là viết thỉnh nguyện thư rồi lợi dụng các hoạt động tôn giáo để kích động nhân dân chống đối chính quyền, xuyên tạc bản chất về các vấn đề xã hội. Đơn cử như việc là cải cách giáo dục hay là việc xét xử những đối tượng gây rối thì cũng đã được chúng triệt để lợi dụng để thổi phồng bóp méo. Thì những thủ đoạn đó nguy hiểm như thế nào ạ, thưa đồng chí? Viết thỉnh nguyện thư, viết thư ngỏ có vẻ như đang góp ý xây dựng. Cái này nó dễ đánh lừa dư luận. Họ đưa ra các mô hình phát triển mới, các tư duy mới, rồi cho đó là chúng ta phải dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ. Nhưng thực ra không phải. Đằng sau các nội dung kiến nghị rồi thư ngỏ kiểu như vậy là phủ nhận nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, phủ nhận chủ trương quan điểm đúng đắn của Đảng. Nó còn nguy hiểm ở chỗ
là nó mạo nhận chữ ký, lợi dụng uy tín của nhiều nhân sĩ trí thức, nhiều cán bộ lão thành. Từ đó nó càng gieo rắc một tâm lý hoài nghi sâu hơn, nặng hơn và mang tính phổ biến hơn đối với các tầng lớp nhân dân. Nếu chúng ta không tỉnh táo, lợi dụng lòng tin của dân để đưa ra yêu sách về đất đai, kích động, mua chuộc, biểu tình, phản đối chính quyền, gây bạo loạn. Việc chúng ta đang tiến hành cải cách giáo dục, rồi những vấn đề chữa bệnh, những vấn đề đời thường liên quan đến sinh hoạt của nhân dân là những vấn đề rất nhạy cảm. Nó dựa vào những cái sự kiện nóng, những vấn đề nhạy cảm như vậy để nhằm hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Và rõ ràng là có rất nhiều những chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động cũng như là những phần tử cơ hội đã và đang thực hiện nhằm làm cho nhân dân mất lòng tin vào Đảng và chế độ. Vậy thì để làm thất bại những mưu đồ đen tối đó thì chúng ta cần chú ý điều gì ạ, thưa đồng chí? Điều đầu tiên là chúng ta cần tiếp tục nhận diện cho đầy đủ, sâu sắc các cái chiêu trò, các thủ đoạn mới, thâm độc, nguy hiểm của nó. Chúng ta kiên quyết đấu tranh, vạch trần bản chất những mưu toan chính trị đứng đằng sau các cái thủ đoạn này, bằng cách đứng vững trên lập trường quan điểm của Đảng, lợi ích của quốc gia dân tộc. Để nhìn thấy rõ sự thật, chúng ta phải chủ động và tăng cường hơn trong việc thông tin có định hướng, phải tiếp tục thực hiện thật tốt cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ, các cái chủ trương, mục tiêu mà Đại hội 12 của Đảng đã đề ra. Xin cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quý Trịnh đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý khán giả và các đồng chí, bóp méo, xuyên tạc sự thật để hướng lái dư luận tuy chỉ là một chiêu trò cũ, nhưng khi mà công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội bị các phần tử xấu sử dụng để phát tán những thông tin cắt ghép, chỉnh sửa sai trái đó thì tác hại là khôn lường. Vì vậy, bên cạnh công tác quản lý và đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống cho nhân dân, thì chúng ta cũng cần phải kiên quyết điều tra, xử lý ngay những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân tổ chức khi phát tán thông tin sai trái, xấu độc để làm gương và giữ vững kỷ cương phép nước. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí.